nguyên nguyên chất, ngon sánh mịn, thân thương phát thèm. Lướt xe điện Vega, quách như sao. Không thì tính khí hay thật thường lắm. Khi mưa khi nắng khi vui buồn. Ba thì hay tám vô tư hàng ngày. Ôi thật lắm lúc điên đầu. Cha tôi lúc nào cũng không thành tài. Nhưng bao thất bại cha vẫn không ngần ngại. Sau khi chôn xác của Long trong giường, cả người bên ướt sũng máu, vội vàng trở về nhà. Cậu run rẩy đi thẳng vào phòng, gương mặt vô cùng hoảng loạn. Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu. Bà đừng về tìm mình. Bên ngoài không gian cào cửa đột ngột vang lên. Mình hoảng hốt nhìn ra cửa, tiếng cào mỗi lúc một nhanh hơn. Cậu lấy hết can đảm, hít thở sâu. Chân run rẩy. Nghe chuyện ma rồi hả? Muốn nghe. Mình từ từ tôi chọn nghe. Mở cánh cửa ra. Đột nhiên một con mèo mương từ đâu chạy xoẹt qua chân Minh, rồi phóng thẳng vào phòng. Mình chưa kịp quản hồn thì cảm thấy lạnh phía sau gáy. Gì vậy? Mấy bạn có nghe tiếng gì không nhở? Cậu cầm chiếc đòn cùng một bàn tay giúp nhẹ. Tiếng trong laptop không có gì đâu mà tự nhiên. Không phải đâu. Mình từ từ quay. Cái tiếng này nó ghê lắm. Thì thấy nồng mặt bầy. Nghe như ở đâu đây nè. Phải trong laptop đâu. Thì tắt thử rồi sao. Đó. Cái tiếng mình nói đó. Không, không phải đâu. Nó chỉ là cái cửa à. Đừng có sợ. Đúng rồi. Hay là tụi mình mở đèn lên đi. Cái đèn nó nằm ngay cái cửa kìa, cái công tắc đó. Làm sao mà mở? Nó ở xa quá. Ghét quá, để mở cho. Bà hay quá. Ghét ma cao rồi, hả? Hết hồn, hay lắm hả? À, cô đỡ ơn. Ở ngoài ông đứa cào cào cửa, hù mấy đứa nhỏ làm nhớ sợ. Mặt mày nào nè, xa lè xa lé. Nè, mấy đứa nha, mày đặt nghe mấy cái chuyện ma quỷ rồi nha, dị đoan rồi nha. Ông cấm nghe chưa, lần nữa là ông nghe là chết với ông à. Nội ơi. Ê, nói nghe nè. Nãy giờ là ông nội cào ngoài cửa hả? Ông nội con cào ghẹo tụi bay đó. Nãy giờ mấy đứa trong đây nghe chuyện ma hả? Dạ. Rồi có sợ không? Sợ gì đâu, sợ nổi ba chuyện ma trên mạng thôi mà. Mấy chuyện này toàn chuyện hư cấu nội ạ, con thấy cũng bình thường, không có gì phải đáng sợ cả. Vậy sao nãy ông sợ nhát cấy vậy? Tôi giỡn thôi, tại thấy mọi người làm tôi làm theo thôi chứ tôi đâu có sợ. Mấy đứa con muốn nghe bà kể chuyện ma không? Dạ, bà kể đi bà. Muốn nghe phải không? Mấy đứa cứ biết sao mà người ta kêu là chết quan không? Dạ không. Là cái những người á mà người ta chửi tới số á, mà người ta chết kêu là chết quan. Mà khi người ta chết rồi á, âm dương không có tách biệt như mọi người thường nghĩ đâu. Mà cái người chết quan đó á, người ta tại vì chưa tới số mà, cho nên người ta có những nỗi oán hận trong lòng sôi sục. Người ta có thể đi về giữa hai cõi âm dương.
về cõi dương là trên trần thế nè, để giải quyết ân quá với những người mà còn thiếu nợ người ta đó. Mới đầu á là vô cớ một người trong gia đình gọi tên, thế là Quan Hùng nhặt người đó. Rồi từ từ Quan Hùng đi vô cái nhà đó, nó mới bắt đầu nó phá phách. Mới đầu chỉ là di chuyển đồ đạc thôi, sau đó những đồ ăn thức uống trong nhà không ai đụng tới, kiến cũng không bò tới, gián cũng không ngó tới, mà đồ ăn thức uống lần lượt phơi đi, phơi đi. Ba cậu kể chuyện hay thật, nó hơn cả mình nghe đài nữa. Hai cái thằng này trực tử ơi, đang nghe nói cái chuyện mà cứ ồn ào ồn ào, biết rồi làm gì, không coi được cái gì hết. Ồn ào biết quen. Trời ơi, nó kể tiếp cho nghe. Rồi tới một ngày nào đó, Quan Hùng nó sẽ quên người. Đó đưa ra lời hứa mà Quan Hùng chấp nhận. Ghê chưa? Sợ chưa? Bây giờ bà này kể chuyện ma ghê thiệt à. Bà mà đi tu audio kể chuyện ma chắc kiếm bộn tiền. Nè, anh về nha, em lên nhà đi. Ngày mai anh qua đón em. Ngày mai mình sẽ có một buổi dạo ngoại thật là vui. Thôi anh đi trước đi, em muốn tiễn anh, muốn nhìn thấy anh đi. Không sao đâu, em lên nhà trước đi. Anh đi trước đi. Lên nhà trước đi mà. Anh đi trước đi. Bạn ơi, bị chết chứ tao bạn ơi. Alo, nghe nè anh Sơn. À nè, cuối tuần này đó, anh rảnh đi làm trọng tài cho tôi quyết đấu, tôi giết ông vào một trận coi. Nghe, thì coi tước. Anh Ban không thể. Sao lại không thể, ông sợ tua được phải không? Ông chịu tua hả? Anh Ban đêm qua đã đột tử rồi. Lát nữa tụi mình đi giếng anh nha. Chết rồi. Dễ chết. Bước đi. Chiếu nè, thua chưa, chịu thua chưa, biết chưa? Gì biết rồi nè, biết. Đó, tao đâu đi, biết đó, biết rồi đó. Tao đâu. Anh Ba, cái cờ hả? Anh Xuân. Ghế chơi. Sẵn dịp rồi. Rồi, chiếu rồi. Ghế đi, lấy ghế. Nè, chiếu chưa? Chiếu rồi. Chiếu hả, chiếu. Chiếu hả, chiếu. Kỳ vậy? Cái gì? Hồi nãy hình như con pháo nằm đây mà sao kỳ vậy? Anh có hình như anh có ăn gian tôi không? Cái chữ hình như là sai rồi. Con pháo tao nằm đây mà hình như cái tôi gì? Tôi thấy rồi, con pháo nằm đây anh có ăn gian không? Bậy cái mắt ông sao? Pháo tôi nằm đây. Cái này chắc phải nhờ ông này làm trọng tài quá. Trời mà tôi bắt sẵn anh ngồi lấy ghế ngồi đi làm trọng tài. Anh gian quá. Có anh Sương làm trọng tài để làm bạn mới rồi tôi, để tôi làm trọng tài nha. Bạn mới luôn. Rồi. Có lèm bèm. Ba nó có điện thoại. Alo. Nghe. Gì vậy hả? Rồi tôi về liền. Thôi có chuyện nhà rồi phải về gấp đi, mai mốt quánh sao đang thôi đi về đi. Thôi khoan
À? Anh về thì về, nhưng mà cái bàn này là anh nợ tôi á. Nếu mà anh không trả nợ cái ván cờ này là tôi theo tôi đòi anh suốt đời đó. Không trả theo suốt đời ok hả? Ừ, chưa xong nợ rồi. Thì nợ chứ làm dữ vậy. Ây cha, ông Ban này ông là người cùng tuổi, cùng năm, cùng tháng sinh với mình. Sao ra đi đột ngột gì ghê vậy trời. Chết rồi bác sĩ ơi. Cái gì? Cái gì mà chết? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Ở đây là cái phòng khám. À, còn làm nghề y mà không được mở miệng ra nói chết chóc ở đây. Rồi bệnh nhân người ta nghe làm sao người ta dám tới khám, làm sao người ta tỉnh dưỡng được. Nghe chưa? Kể từ bây giờ những cái từ như là chết toi, chết tiệt, à, chết mất xác, chết cha, chết mẹ gì không được niệm. Nghe chưa? Tuyệt đối phải nhạy cảm, phải tinh tế chứ, mình làm nghề y mà. Dạ, dạ con nhớ rồi chú. Nhưng mà nãy giờ chú nhắc tôi chết nhiều lắm á. Dạ. Thấy chưa? Cái gì vậy? Đi ra đi. Dạ. Có điều gì chết? Trời ơi. Ê chết. Về mít nha, về mít nhanh lên. Đi qua đép bóp nè, nhanh lên. Long đâu? Long đâu rồi, Long đâu rồi, lên, lên hỗ trợ Long ơi. Chết rồi. Trời ơi, sao tiện ông chết ngay lúc này chứ, đang quan trọng nè. Quan trọng mà tiện đi chết. Tôi đâu muốn chết đâu, tự nhiên mấy ông đánh dở rồi tôi mới chết đấy chứ. Ông đánh dở, ông chết hoài luôn á. Chết đó, ông về đi. Người ta đâu muốn chết đâu. Ông chết hoài à. Không có được nói tự chết ở đây. Nghe chưa? Dạ. Ông nội la quá, con tử vong luôn rồi. Trời đất ơi. Cấm luôn. Cấm luôn rồi. Vậy con nói từ quỵ có được không ông? Không. Vậy để con nói từ ra đi có được không nội? Cũng cắt. Á, à, con còn sống nè ông. Ờ, ổn. Dạ, con cảm ơn ông. À, chết rồi. Ừ, trời đất. Dẹp. Từ bây giờ chơi cho im lặng, không nói một câu nào nữa. Nghe chưa? Dạ, dạ. Con hiểu rồi. Sao nhà giống đám tang thế nhỉ? Ông nói gì vậy? Đi về đi. Đi về đi. Đi về đi. Chết chưa con? Chết chưa? Chết chưa con? Đập bên đây mày bay chưa? Cho mày chết. Đi đi. Gia đình này khoái cái tự chết chết của gì? Mọi người trong gia đình này cầm không? Hôm nay tôi tập hợp tất cả mọi người trong nhà này. Cái gì lại vậy? Ba mẹ. Cái gì? Vậy? Nhà mình có cái mùi thấy ghê, hình như là con chuột. Lên. Tôi đang nói chuyện. Tôi tuyên bố, à, trong nhà này kể từ giờ phút này không một ai được dùng những cái từ như là chết chóc, tử vong, ra đi, tận thế, vân vân, hoặc là những cái từ liên quan tới sự chết. Nghe chưa? Tôi ra luật đó. Ủa ông ơi, sao lại phải cấm mà ông? Phải cấm, nhà này là cấm vậy. Cậu muốn nói những cái từ đó, về nhà nói với ông nội cậu. Nhưng mà con thấy cấm này nó kỳ kỳ sao? Không có kỳ gì hết. Luật nhà này là như vậy. Tôi cũng thấy nó kỳ. Không có chuyện kỳ, tất cả phải cho Hạnh. Nghe rõ chưa? Dạ. Bây giờ Hạnh, con muốn nói gì nói đi. Trời ơi, tính nó con chuột chết. Mà giờ ba không cho nói chữ chết. Nói gì đây ta? Rồi đứng thừa người đi, không nói vậy. Dạ. Bây giờ con muốn nói gì? Con một cái mùi thấy ghê. Con chuột. Sao? Thấy ghê, nó... Là cái gì mà ngắt ngang, ngắt ngứ gì nói rồi nói lại đi. Cái gì vậy? Nó dặn cổ hả? Không phải, con chuột nó... Nó làm gì ca lắm kìa. Con chuột nó nè. Tèn 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 tèn. À con biết rồi, nghe tiếng đàn là con biết con chuột nó chết rồi. Đi đi! Cấm! Alo? Đó? Sao? Bà mày chết rồi à? Ê! Cấm! Cấm! Bà mày sống à? Nói con yêu bà mày sống lắm. Các bạn ơi, bà mày mình sống rồi. Alo? Hả? Rồi rồi, mấy ông tập hợp rồi hả? Rồi rồi, tôi thay đồ tôi tới liền. Rồi, rồi, cảm ơn. Long, bà Bảy con sống hả? Cho bác gửi vòng hoa nghe. Cá khô, một hộp, khăn trải,
tép sấy, tép sấy. Nè, điện thoại, điện thoại, điện, ồ, điện thoại, điện. Dạ, alo em nghe thầy Huyền ơi. Cô Huyền đó hả? Cái bản báo cáo tôi giao cô làm đến đâu rồi? Tôi thì không có ý dục cô, tôi chỉ hỏi cho yên tâm mà thôi. À dạ, thứ hai em nộp cho thầy nha thầy. Vậy là tôi có thể tin tưởng cô phải không? Chắc chắn là cô sẽ không noi theo gương thầy Phúc trung thực của chúng ta ha. À, dạ. À, em nói thiệt, em hứa chắc chắn luôn á thầy. Thứ hai em nộp cho thầy. Anh nghe nè. Anh ơi, anh thích ăn bò hay ăn gà? Ăn bánh mì sandwich hay là bánh mì thường vậy? Anh ăn gì cũng được, anh dễ nuôi lắm. Dạ, tụi mình có bánh mì hai loại nè. Xúc xích thì ba gói, thịt xiên, heo, bò, gà đủ hết trơn á. Hoa quả thì em mua táo, này, lê này cao này quá trời quá đất luôn. Kim Chi. Ủa, anh vô đây bằng cách nào vậy? Cửa không có khóa. Mà em quên tụi mình đã hẹn nhau hả? Em quên rồi đúng không? Tụi mình có hẹn đi Philippines với nhau đó. Sao nhà cửa gì mà tanh bành tắc bác vậy nè? Tại vì hồi tối hôm qua mấy đứa bạn em qua nhà xong rồi mở tiệc ăn mừng á. Tại vì một đứa có người yêu mới, còn hai đứa chia tay người yêu cũ. Cho nên là tụi em có uống một chút rượu với chút bia. Chứ lại tụi em lỡ ăn hết đồ mà tụi mình chuẩn bị rồi. Thì hay là bây giờ tụi mình biết tích ở nhà nha. Đợi chút xíu nữa là mì chính là mình ăn được rồi. Bây giờ có cái gì ăn cái đó đỡ nha anh. Nè, trong thời gian đợi mì chính á, ăn miếng bánh bông lan đi ha. Mới sáng sớm ăn bánh bông lan cho lót dạ. Qua đây. Hái mì ra. Ngon không? Lần đầu tiên mà em được đi chơi dã ngoại rồi nướng đồ ăn vậy á. Chắc là vui lắm á anh ha. Anh có thấy vậy không? Anh Phúc. Alo. Anh có đang nghe em nói không vậy? Anh nghe. Chắc vui lắm. Mà có cần anh chuẩn bị gì không? Không, anh không có cần phải chuẩn bị gì hết. Tại vì em đã chuẩn bị hết rồi. Việc của anh á là anh chỉ cần qua đây anh đón em thôi. Vậy nha. Nguyên chất ngon sánh miệng, thân thương phát thèm. Ông Ban là thiệt tình, ra đi thiệt là đột ngột. Mà nghĩ cho cùng, ở tuổi tụi mình ra đi không biết lúc nào. Trời gọi ai, người đó chịu. Mới hôm nọ, anh còn ngồi đánh cờ với đây mà. Ông Ban tính sòng phẳng, lâu nay không thích nợ nần ai gì cả. Ông có ra đi thì cũng thanh thản mà thôi. Nói bây giờ ông Bang á với ông Nghĩa còn hẹn nhau một ván cờ, vậy mà ông đã ra đi đột ngột quá. Anh về thì về, nhưng mà cái bàn này là anh nợ tôi á. Nếu mà anh không trả nợ cái ván cờ này là tôi theo tôi đòi anh suốt đời đó. Ông Bang với ông Nghĩa sanh cùng ngày cùng tháng cùng năm với nhau, vậy mà người ra đi, người giờ còn ngồi đây. Ông Bang ông linh thiêng lắm nha. Coi chừng tối nay ông về đánh cờ với ông Nghĩa đó. Trận này á tôi không làm trọng tài cho hai ông đâu nha. Thôi, mấy ông là ăn nói gì ghê. Bị tụi bà
Cho yêu em là anh chọn đời mãi thương nhớ. Khi con tim bây giờ lãng mạn quá. Dù hai ta cách xa, cầu mong một ngày cho ta nghe tiếng em trở về cho đời ta thôi đau vì nhớ người yêu hơi. Ngài làm gì vậy? Hả? Làm gì mà ngồi chung mỏi vậy? Đâu có làm gì đâu. Nãy uống cà phê vì chín răng quá. Bây giờ bà chưa đi nữa hả? Tôi chiều tối tôi mới đi lận. Ủa mà bà không có ở nhà hả? Không. Bây giờ tôi đi liền nè. Tại vì đạo diễn kêu tôi lên tập gấp. Thôi tôi đi nha. Bà đi cho vui vẻ nha. Bye bye bà. Bạn là thiệt tình dẫn số thì mới đến cờ tự nhiên bị chết hôm nay chết mai có gì vậy? Âm dương không có tách biệt như mọi người thường nghĩ đâu. Người ta có thể đi về giữa hai cõi âm dương để giải quyết ân oán với người mà còn thiếu nợ người ta đó. Nghĩa lại phải tin với cái chuyện đó thì có. Chuyện gì vậy? Dạ thì cái chuyện bà Bảy của Long sống đó nội. Thôi mà Long, trời ơi, bà Bảy sống thì cũng đã sống rồi, không đừng có như vậy nữa mà. Mà bây giờ tôi hỏi ông nè, bà Bảy sống vậy á, mình chôn hay thiêu vậy? Bạn đừng có nói vậy chứ. Hỏi chôn hay thiêu là ông la đó. Bạn phải hỏi là vùi hay nướng chứ. Trời ơi mà Long, ông bình tĩnh lại đi mà. Bố ạ. Dạ con biết rồi. Ông ơi, cả nhà con lướng bà Bảy ông ơi. Ơi, kêu nhà ông suy nghĩ lại đi. Mình vui thì mốt đi thăm mới tình nghĩa chứ lâu. Bông bông bàng bàng lên ăn cơm bạc cơm vàng nhà ta. Bông bông bàng bàng, bông bông bàng bàng. Mới đầu á là vô cớ một người trong gia đình gọi tên bông bông bàng bàng lên ăn cơm. Dẹp, không có hát bài nữa. Gì á? Hát bài khác đi. Rồi con nít mà hát cái gì tập bậy tập bạ. Sao kỳ cục, muốn cá cũng cho cá nữa. Khi xưa ta bé ta chơi băng băng, ta chơi ta bắn súng băng băng. Dẹp. Gì vậy? Không được hát cái gì của dính chữ bàng ở đây. Dẹp. Trời ơi, ông này ông kỳ cục vậy trời. Bài gì cũng cho hết trơn á. Ah.
mà về đi. Mày để cái áo đây mày. Bà ơi, ba, để các bạn cái dẹp áo chưa? Tôi không có cướp, ông để đâu thì còn đó mà. Mới đầu chỉ là di chuyển đồ đạc thôi. Trời ơi, anh Bạc ơi, đừng nhát của anh Bạc ơi, tôi sợ lắm. Ơi, đừng giác tôi, anh Phan ơi, ơi, anh Phan ơi, thú thật là từ xưa giờ tôi đánh cờ chuyên môn ăn gian anh. Hôm nay tôi xin nhận lỗi với anh. Anh nhận giùm tôi tiền vàng bạc này đem về dưới xài. Bao giờ có thiếu thì điện thoại. Thôi, mỗi năm tôi gửi xuống nha, đừng có điện thoại. Đây, đó, gửi anh bàn cờ nghe. Nè, bàn cờ luôn. Xuống dưới chơi với mấy người dưới nha anh, đừng kiếm tôi nữa nha anh. Cái gì vậy? Trời đất ơi, anh đừng hù tôi hết trơn. Tôi lại anh. Trời ơi, tôi sẽ mai á, tôi sẽ lên đốt thêm 10 bó nữa cho anh nha. Đừng hù dọa tôi. Rồi tới một ngày nào đó, quan hồn nó sẽ hiểu nguyên người. Đừng khù dọa tôi nữa anh ba ơi, tôi sợ lắm. Hạnh ơi Hạnh. Dạ. Con xuống con coi cái cầu giao của nhà mình sao mà ai cũng có điện, của mình nhà mình cấp điện vậy con? Chắc nó nhảy CB á. Để con đi xuống dưới con gạt cầu giao lên là xong. Ừ, xuống coi coi. Bất dậy. Tự nhiên là mày làm gì vậy? Mày khùng hả? Con đang tập cho cái vở kịch ở trong trường đó ba. Thì tập kịch tập gì mà kiếm chỗ khác mày tập? Mới chỗ tập sao mày vô mày hù tao? Tình đã cúp điện nữa còn hù hết rồi nha. Dạ. Mày đi vô mày ngồi đi. Tao xuống dưới tao gạt cầu dao mày đi sau lưng tao, hồi tao giật mình nữa. Tao gạt lên rồi điện giật tao chết ở dưới rồi sao? Dạ. Con với cái lớn rồi mà vẫn ngu. Chơi ngu không à? Trời ơi anh Bạc ơi, anh Bạc ơi là anh Bạc. Anh đừng bắt tôi theo anh Bạc ơi. Tôi còn vợ con nheo nhóc lắm anh Bạc ơi. Tôi biết lỗi của tôi rồi anh Bạc ơi. Anh ơi, anh Bạc ơi, tôi lại anh Bạc ơi. Anh đừng cứ dọa tôi nữa. Anh đừng bắt tôi thề với anh. Tôi thề trong bóng đèn. Bóng đèn tắt rồi, tôi thề cái bóng điện tắt này. Là ngày xưa tôi có chơi ăn gian anh, đúng ra cái dáng đó anh thắng, nhưng mà tôi ăn gian anh này đại anh thua. Tôi thề tôi không bao giờ ăn gian nữa. Anh đừng có hù dọa tôi nữa, anh bắt tôi, đừng bắt tôi xuống dưới anh ơi. Trừ khi người đó đưa ra lời hứa mà quan hồn chấp nhận. Tôi hứa, tôi thề cho sinh mạng của tôi là tôi sẽ bỏ qua lỗi lầm cho tất cả mọi người. Trời ơi, anh Bạc ơi, anh tính rồi. Tôi cảm ơn anh từ đây về sau đó là tôi sẽ bỏ lỗi cho hết những người làm lỗi với tôi. Cảm ơn anh nhiều lắm anh Bạc ơi. Đừng bắt tôi đi anh Bạc ơi. Ủa em, còn than không? Chừng này than sao nướng chín đồ ăn được? Dạ còn, em để trong vỏ. Ủa còn đâu? Hả? Em đúng là hậu đậu mà. Em quên mua rồi. Ôi chết rồi. Bây giờ anh sao bây giờ anh? Thôi được rồi. Nè. Dạ. Em nhóm lửa đi. Để anh qua kia xin than kìa. Nhóm lửa hả? Dạ. Thank you.
nè, anh xin được mớ thang luôn nè. Em cũng nhóm lửa được rồi nè. Giỏi quá ta, chuẩn bị nướng hả? Hình ghê. Cái gì vậy? Anh làm gì nhìn em chằm chằm vậy? Nè, coi đi. Chết rồi, mình bị vậy từ hồi nào vậy? Chết rồi, bộ mặt em dính nhiều lắm hả anh? Ý, anh chơi mặt cho mình nè, dễ thương quá à. Và kêu tụi nhỏ nó tập hợp là hết trong phòng khách cho tôi. Bộ có chuyện gì quan trọng sao kêu mấy đứa nhỏ tập hợp vậy? Bà cứ làm theo lời tôi đi. Rồi. Tập hợp để tôi nói. Rồi. Để tôi kêu. Hai Miên Trà cháy thịt hết bây giờ. Nè, Hai Miên Trà. Quát. Đây là một cuộc picnic vui vẻ và ý nghĩa nhất. Em cũng vậy, đây là buổi dã ngoại lãng mạn nhất của em á. Trời ơi, công viên ai cho đốt lửa vậy? Ôi, gì đó, vô. Quá đáng. Chỗ công viên đốt lên hết. Sao rồi? Đủ hết chưa? Mày đủ hết rồi nè. Mà sao vậy mẹ? Sao căng thẳng vậy mẹ? Thôi mà mẹ đâu có biết. Không biết ba con có chuyện gì mà tự nhiên kêu triệu tập con cháu trơn rồi. Trời ơi. Còn vợ con đâu? Vợ con đi làm rồi. Giờ có cần con gấp bố con kêu về. Thôi gọi để cho đi làm. Mẹ ơi, có chuyện gì mẹ nói thiệt con đi. Đừng giấu con là con trai lớn trong nhà. Ba với mẹ có chuyện gì nói cho con nghe đi mẹ. Mẹ đâu có biết. Ông không có nói gì hết trơn mà. Thế sáng giờ con thấy mặt ba xăm xịt là con sợ lắm. Bởi vậy mà không biết cái gì mà ông nói như là ông trăng trối. Mà không có chuyện gì đâu. Đừng có nói nghĩ bậy bà. Có chuyện gì giờ nào giờ còn quen sống với ba rồi. Ba có gì đừng có ai giấu con hết. Mẹ đâu có muốn giấu ba không có cái gì đâu. Thôi đừng khóc. Ba xuống kìa. Ông nội xuống kìa mấy đứa. Hôm nay tôi tụ họp tất cả về đây để nghe mọi người nói những sai lầm, những cái phạm lỗi gì đó. Ông ơi, ông thấy trong người có sao ông nói cho mẹ con tôi biết đi ông ơi. Nói đi, tôi tha thứ hết. Vợ con sắp mất bà rồi. Thì ông nội biểu kìa, đứa nào có lỗi làm gì nói em nội ta kìa. Nội. Cái gì? Là dùng cái tai nghe nội. Tai nghe sao? Nó không phải là cái tai nghe mới đâu nội. Trời đất ơi, vậy lấy tiền nội xài hết rồi phải không? Dạ, mình lấy bao nhiêu mì đi ăn hết rồi. Bà bỏ. Ông nội tha rồi kìa, còn đứa nào không có lỗi gì nói hết đi. Đúng rồi. Hôm bữa, ông nội la con tức quá. Con có cắt lũng cái quần của bà nội cho hai người cãi lộn với nhau á. Ê, tôi cắt quần của mẹ tao luôn á. Con xin lỗi. Thôi, rồi ta luôn. Bà ơi, bà. Vì cái chứng khoán của bà để dành, con bán hết rồi. Hả? Trời ơi, cái thằng mất dạy. Tha mà.
Quan hỷ đi ba ơi, quan hỷ. Quan hỷ cho mình nhẹ nhàng bà. Dạy lắm vậy. Dạ, còn bất dạy, còn bất hiểu. Trời ơi, phiền tôi, con xấu tội. Bà sao? Mấy lần trước tiền ông bị mất là tôi rút rỉa lần lần. Tôi góp tiền tôi mua cái vỏ cá sấu. Bà ăn cắp tiền tôi. Từ từ mà mua được viên con cá sấu hả? Bà dễ thương. Bà tôi mới khai á. Quan hỷ. Đừng quên chút xíu nữa mất vợ. Dạ, đừng để quán khí ba ơi. Không có siêu tôi ăn đâu ba. Rồi, tha luôn. Dạ. Ông ơi. Hả? Con hay qua đây ăn uống, con cũng xin thú tội ông ạ. Chuyện ăn uống giờ không còn quan trọng. Mai mốt rảnh qua nhà chú phụ dựng rạp rồi ăn 3 ngày cháu đêm nha. Không phải đâu chú ơi, chuyện này có liên quan tới ăn uống. Cái bình gốm sứ Thanh Long là con lỡ tay con đập ông mà. Hả? Con xin lỗi ông. Cái gốm sứ Thanh Long là cái mà tôi quý thương yêu. Trời ơi, bà ơi, xin lỗi cho ông mà. Quang qua hình đây. Qua kìa cô. Ôi mày sướng hơn chú. Chú không được ôm ba chú lần cuối nữa. Qua đi. Qua với ông. Rồi ôm ông đi, đừng có sợ gì hết á. Ông thương lắm. Ông hứa tha hết. Tha hết những người trong nhà tôi còn mẹ ngoài. Ê Huy à. Bốc. Dạ. Mở nhạc đi con, ác tiếng ngay. Ba kêu mở nhạc hả? Ừ. Giờ con không mở. Cái thằng này luôn. Nội không? Hay là giờ mình mua cái máy lọc không khí đi nội. Ở trong nhà không sợ ba thả bơm nữa. Ông nội ơi, bây giờ trời mưa mình mua cái dù đi nội. Nội ơi, mua cái dù bây giờ nó tặng kem chống nắng nè nội. Trời ơi, mày lấy nhảy hoài. Đón xem tập 76 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 30 tháng 5 năm 2017 trên kênh HTV7. Tommy Nguyên Chất ngon sánh mịn thân thương phát thèm. Gia đình là số 1. Yeah, yeah. Gia đình là số 1. Gia đình là số 1. Gia đình là số 1. Wow. 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 Tháng năm này có gì hot? Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là tụ số nào? Tụ số nào? Từ nhà sản xuất, gia đình là số 1. Gang of Gat, một series sitcom hài độc lạ, một siêu phẩm truyền hình đình đám của Thái Lan đã có mặt tại Việt Nam. Việt bộ siêu hài. Anh rất là khác với bạn trai xưa của em. Tình huống khó đỡ, hài hước xảy ra trong đời thường. Chạy, chạy, lên đi. Chạy, ruột gì còn ở đó. Harry. Tôi dễ là dễ bằng đam mê. Những nhân vật hóm hỉnh, bá đạo. Trong cái phòng khách này đang có rất nhiều cái sai. Phải đập cái nhà này. Đập cái nhà này. Đập cái nhà này. Nhưng con không có biết lựa. Cho ăn thử luôn cái hay ngọt thì mình lấy. Nghiệt. Ba con 150. Hả? Cái gì? Được thể hiện đa sắc màu bởi những nghệ sĩ tài năng. Em cảm thấy anh phi diệu. Hôm nay mới biết là cái bộ mặt của anh là như thế nào nè. Ơi là thế dài dớ hoàng tử.
sầm lên. Anh đẹp trai lắm á. Cô chú bắt con. Coi như là nhà của mình, tự nhiên nó thoải mái lên có gì đâu. Trời ơi, giống như cái bệnh địa vậy. Em chịu chứ. Cá lớn cá bé, hai con nó tấn công thì cá mập cũng phải chết. Tại sao? Nhập viện hết rồi. Bắt hả? Dùng lên. Anh thích bông gòn không? Ở đây có bông súng không? Sao có gì súng được không? Hả? Hãy té đi, hãy dìu em té đi anh. Nè, anh yêu. Mày có tin tao kêu 500 anh em bán mảng cầu vợ tao đi hốt cái căn nhà mày không mày? Tôi gặp cao thủ rồi trời ơi. Cuộc đời thật lắm tai ương, tại sao tôi lại dễ thương thế này? Cuộc đời thật lắm éo le, tại sao tôi lại cứ te thế này? Tiên nữ. Đón xem Biệt đội siêu hay, hai bùng rốc cười lăn lóc, phát sóng thứ sáu hàng tuần vào lúc 21:50 bắt đầu từ ngày 19/5/2017 trên kênh HTV7. Đi cùng em, đi cùng em, đi cùng em đi khắp thế gian.